Chào mừng mọi người đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho các bạn những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ thì không làm mất thời giờ của mọi người nữa, chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Nghị sĩ Nga dự đoán thời điểm Ukraine kết thúc phản công. Hạ nghị sĩ Karabolov nhận định Ukraine sẽ cạn kiệt năng lực phản công vào tháng 7 nếu tỷ lệ thương vong tiếp tục duy trì như hiện tại. Andrei Katabolov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Duma Quốc gia Nga Hạ viện, ngày 20 tháng 6 cho biết khoảng 900 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và bị thương trong 24 giờ qua, cũng như mất 9 xe tăng cùng hàng chục thiết giáp. Nếu tiếp tục với tốc độ này, tôi tin rằng chúng tôi sẽ đẩy lùi đợt phản công của Ukraine sau 3 tuần, tiếp đến là chuyển sang tiến công. Ông Katabolov nói, chiến dịch phản công của họ tới giờ diễn ra như chúng tôi dự đoán. Ông Katabolov tuyên bố, Ukraine mất khoảng 20.000 binh sĩ trong số 40.000 đến 50.000 người được huấn luyện cho đợt phản công. Ông Katabolov cũng nhận định, chiến dịch phản công mà Ukraine và phương Tây đặt kỳ vọng đã thất bại phần lớn. Mọi chiến thuật họ áp dụng tới nay đều không hiệu quả. Quân đội Ukraine không thể vượt qua phòng thủ tiền phương, thậm chí chưa tiếp cận nổi lớp phòng tuyến đầu tiên của Nga, hạ nghị sĩ Katabolov cho biết. Ukraine mở nhiều đợt tiến công tại một số khu vực thuộc tỉnh Donetsk và Zaporizhia từ đầu tháng 6. Quân đội Ukraine tuyên bố đạt thành công một phần và khẳng định không mất vị trí phòng ngự nào, song lực lượng của họ chịu một số thiệt hại về năng lực và vũ khí do phương Tây viện trợ. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 14 tháng 6 kêu gọi các nước thành viên đảm bảo Ukraine đủ vũ khí để theo đuổi đợt phản công. Trong khi đó, giới chức Mỹ cho rằng Ukraine vẫn còn rất nhiều sức mạnh tác chiến chưa tung ra. Bộ Quốc phòng Nga tuần trước cho biết Ukraine mất khoảng 7.500 binh sĩ tên tiền tuyến trong hơn một tuần sau nỗ lực đột phá bất thành. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định Ukraine mất tới 30.000 vũ khí hạng nặng do phương Tây cung cấp sau nhiều ngày giao tranh. Tin tiếp theo, tàu sân bay Trung Quốc đi qua eo biển Đài Loan. Tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc đi qua eo biển Đài Loan, khiến lực lượng phòng vệ hòn đảo triển khai khí tài theo dõi. Lực lượng phòng vệ Đài Loan hôm nay thông báo tàu sân bay Sơn Đông của Hải quân Trung Quốc di chuyển ở phần phía tây eo biển và hướng về phía nam. Chúng tôi đã điều động các lực lượng phù hợp để theo dõi hoạt động của họ, cơ quan này cho hay. Giới chức Đài Loan cùng ngày thông báo phát hiện 19 máy bay và 5 tàu chiến Trung Quốc ở các khu vực quanh hòn đảo. Lực lượng phòng vệ Đài Loan triển khai tiêm kích, tàu chiến và các đơn vị tên lửa vào vị trí để ứng phó. Bộ phòng Trung Quốc chưa bình luận về thông tin. Lần gần nhất tàu sân bay Sơn Đông di chuyển qua eo biển Đài Loan là hồi tháng 5. Sơn Đông là tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc tự chế tạo, được thiết kế dựa trên Liêu Ninh, tàu sân bay cải hoán từ một tàu tuần dương hạng nặng Vanguard chưa hoàn thiện của Liên Xô. Nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông hồi tháng 4 cùng biên đội quân tặc cơ H-6K tham gia diễn tập mô phỏng tình huống phong tỏa đảo Đài Loan. Phát ngôn viên chiến khu miền đông quân đội Trung Quốc nói đây là hoạt động theo kế hoạch và lời cảnh báo mạnh mẽ đối với hành vi thông đồng của lực lượng ghi khai ủng hộ Đài Loan độc lập với thế lực bên ngoài. Bản tin kế tiếp, thợ lặn đã hủy lên tàu Titan vào phút chót. Thợ lặn người Mỹ Con Cannon cho biết anh đã hủy kế hoạch lên tàu Titan hôm 18 tháng 6 do có việc gấp, nhờ đó thoát nạn. Tôi đáng lẽ phải tham gia chuyến tham quan này, nhưng tôi phải hủy lịch trình để giải quyết vấn đề khẩn cấp khác. Thợ lặn Davis Concanon viết trên Facebook hôm 19 tháng 6, thông báo về việc ông không lên chuyến tàu lặn Titan bị mất tích. Concanon nói thêm sau khi tàu lặn Titan gặp sự cố, ông đã được yêu cầu tham gia hỗ trợ để đảm bảo mọi người trên tàu có thể trở về an toàn. Tất nhiên là tôi ngay lập tức đồng ý, ông viết. Concanon là cố vấn cho OceanGate Expansion, công ty trụ sở ở bang Washington, Mỹ, bắt đầu mở tour du lịch ngắm sắc tàu Titanic với chi phí khoảng 250.000 USD mỗi người từ năm 2020. Con Cannon là người có nhiều kinh nghiệm thám hiểm, tìm kiếm dưới nước sâu và đã vài lần tham quan sát Titanic. Tàu lặn Titan mất tích ngày 18 tháng 6 khi đang chở 5 người thực hiện chuyến tham quan sát tàu Titanic dưới đáy Đại Tây Dương. Ở độ sâu gần 4.000 mét,
cách Newfoundland của Canada khoảng 600 km. Giới chức Mỹ, Canada đang triển khai hàng loạt máy bay, tàu và thiết bị để tìm kiếm và cứu hộ Titan. Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian, trong bối cảnh Titan chỉ đủ dưỡng khí cho 96 giờ, tính từ 6 giờ ngày 8 tháng 6. Tại cuộc họp báo lúc 13 giờ ngày 20 tháng 6, tức 0 giờ ngày 21 tháng 6 giờ Hà Nội, Jamie Ferrick, quan chức tuần duyên Mỹ, ước tính lượng dưỡng khí còn lại chỉ đủ cho 40 giờ. Tuần duyên Mỹ ngày 21 tháng 6 cho biết, một máy bay Canada hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm đã phát hiện ra tiếng động lớn dưới nước, nhưng các cuộc tìm kiếm sau đó mang lại kết quả tiêu cực. Giám đốc từng mất chức sau khi hoài nghi độ an toàn của tàu Titan. Hãng OceanGate năm 2018 sa thải giám đốc phụ trách hoạt động hàng hải Lloyd Rick sau khi ông nêu quan ngại về độ an toàn của tàu lặn Titan. Trong vụ kiện tại bang Washington cách đây 5 năm, OceanGate, công ty vận hành và sở hữu tàu lặn Titan, cáo buộc giám đốc phụ trách hoạt động hàng hải David Lloyd vi phạm thỏa thuận bảo mật khi tiết lộ các thông tin bí mật và độc quyền. Ông Lloyd trong đơn phản tố cho biết bị OceanGate sa thải vào tháng 1 năm 2018 sau khi nêu những quan ngại nghiêm trọng về độ an toàn liên quan đến thiết kế chưa được thử nghiệm và kiểm chứng của tàu lặn Titan. Theo tài liệu được AFP công bố ngày 20 tháng 6, cựu giám đốc này bày tỏ nghi ngại khi OceanGate từ chối thực hiện kiểm tra không phá hủy đối với thiết kế thân tàu, phương pháp nhằm tìm lỗi bên trong hoặc hoài vỏ mà không gây tổn hại đến mẫu kiểm tra. Trong đơn khởi tố, Lloyd cho biết thiết kế cửa sổ quan sát của tàu lặn chỉ chịu được áp suất cho phép ở độ sâu 1.300 mét, song Ocean đã lên kế hoạch đưa khách xuống độ sâu 4.000 mét. OceanGate từ chối trả tiền cho nhà sản xuất để thiết kế cửa quan sát đáp ứng độ sâu 4.000 mét cần thiết. Tài liệu cho biết, cựu giám đốc Lloyd cảnh báo hành khách trên tàu có thể gặp nguy hiểm khi tàu lặn xuống quá sâu. Ông Lloyd ban đầu nói với ban giám đốc OceanGate về lo ngại liên quan kiểm soát chất lượng và độ an toàn của tàu lặn Titan, song ý kiến này bỏ qua, tài liệu có đoạn. Ông Lloyd cũng đề nghị OceanGate đánh giá tàu Titan thông qua cơ quan chuyên môn như Cục Việc Thiền Vận Mỹ, thay vì giải quyết những lo ngại mà ông Lloyd nêu ra, tìm cách khắc phục vấn đề và đảm bảo an toàn cho tàu Titan, hoặc đánh giá qua cơ quan chuyên môn. OceanGate làm điều ngược lại là lập tức sa thải ông, theo hồ sơ tòa án. Cựu giám đốc Lloyd, thủy thủ tàu lặn kim thợ lặn đến từ Scotland, bắt đầu làm việc cho OceanGate từ tháng 5 năm 2015 với tư cách nhà thầu độc lập. Ông Lloyd sau đó được thăng chức giám đốc phụ trách hoạt động hàng hải của OceanGate. Hồi tháng 3 năm 2018, Hiệp hội Công nghệ Hàng hải từng gửi thư cho giám đốc điều hành OceanGate, Sutton Rush, để bày tỏ quan ngại về tàu Titan. Chúng tôi lo ngại phương pháp thử nghiệm hiện tại của OceanGate có thể dẫn tới những kết quả tiêu cực, gây hậu quả nghiêm trọng cho mọi người trong ngành, thư có đoạn. OceanGate trụ sở ở Everett, bang Washington, Mỹ, bắt đầu mở tour du lịch ngắm sát tàu Titanic với chi phí khoảng 250.000 USD mỗi người từ năm 2020. Các du khách sẽ trải qua 8 ngày trên biển, được đưa xuống khu vực sát Titanic bằng tàu lặn có sức chứa 5 người. Thường lệ thì bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng ở series tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, cũng là bản tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Vậy để biết được bản tin thứ 5 thú vị và hay như thế nào, thì chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha cả nhà. Đội tìm kiếm tàu lặn mất tích nghe tiếng động lớn mỗi 30 phút. Đội tìm kiếm tàu lặn Titan mất tích trên Đại Tây Dương được cho là nghe thấy tiếng động mạnh dưới biển mỗi 30 phút, làm dấy lên hy vọng cho nỗ lực cứu nạn. Trung tâm điều phối cứu hộ ở Halifax đã triển khai một phi cơ B-8 Poseidon có khả năng giám sát dưới biển. Bộ An ninh Nội địa Canada cho biết, theo bản cập nhật Rolling Stone có được ngày 20 tháng 6. Chiếc B-8 đã phả phao thủy âm và ghi nhận tín hiệu ở gần vị trí tàu lặn Titan mất tích. Chiếc B-8 phát hiện có tiếng động lớn trong khu vực sau mỗi 30 phút. 4 giờ sau đó, họ thả thêm phao thủy âm và vẫn nghe thấy âm thanh này. Hiện chưa rõ tiếng động bắt nguồn từ đâu, bản cập nhật cũng không nêu cụ thể thời điểm phát hiện cũng như tiếng động này kéo dài bao lâu. CNN đưa thông tin tương tự dựa trên một bản ghi nhớ nội bộ từ chính phủ Mỹ. Bản cập nhật cuối ngày 20 tháng 6 cho biết xuất hiện thêm các âm thanh nhưng không phải là tiếng đập. Các âm thanh sẽ hỗ trợ định hướng thiết bị mặt biển,
cho thấy hy vọng của những người sống sót, theo bản cập nhật. Một khi cơ B-3 của Canada còn phát hiện vật thể hình chữ nhật màu trắng, tuy nhiên, một tàu dự kiến đến kiểm tra vật thể này đã được chuyển hướng để hỗ trợ nghiên cứu tiếng động lớn. Giới chức Canada chưa bình luận. Ocean Gate Expansion, công ty sở hữu và vận hành tàu lặn Titan, nói họ chưa có thông tin để chia sẻ lúc này. Trong email gửi chiều 20 tháng 6, Richard Garius de Kazet, chủ tịch tổ chức chuyên thúc đẩy khám phá khoa học và nghiên cứu thực địa The Explorer Club, trụ sở Mỹ, cũng đều cập những âm thanh này. Được biết vào khoảng 2 giờ tại khu vực tìm kiếm, thiết bị thủy âm phát hiện âm thanh có thể là tiếng gõ, cho thấy thủy thủ đoàn có thể vẫn còn sống và đang gửi tín hiệu, theo email. Trong khi đó, tuần duyên Mỹ sáng sớm 21 tháng 6 thông báo một phi cơ B-3 của Canada đã phát hiện có âm thanh dưới nước trong khu vực tìm kiếm, nhưng nỗ lực triển khai phương tiện điều khiển từ xa ROV để kiểm tra sau đó không có kết quả. Ngoài ra, dữ liệu từ chiếc B-3 đã được chia sẻ với các chuyên gia hải quân Mỹ để phân tích kỹ hơn, phục vụ cho các kế hoạch tìm kiếm trong tương lai, theo tuần duyên Mỹ. Hiện chưa rõ tuần duyên Mỹ có phải đang đề cập sự kiện được nêu trong các bản cập nhật hay không. Viện Hải dương học Pháp đang điều tàu Atalas trang bị một con robot có thể hoạt động sâu dưới biển đến Đại Tây Dương để hỗ trợ. Bộ Hàng hải Pháp thông báo, tàu dự kiến đến nơi vào khoảng 18 giờ giờ mặt trời ngày 21 tháng 6, tức 1 giờ ngày 22 tháng 6 giờ Hà Nội. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của kênh nha. Và để ủng hộ kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật chuông nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhất. Và cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua, và sẽ mong được nhiều cả người hơn nữa ủng hộ mình trong thời gian sắp tới nha. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay thì mình xin chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những bản tin kế tiếp. Bye bye.